Sáng nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức trao giấy chứng nhận tốt nghiệp và lễ ký kết đầu tư cho các dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, đại diện các trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Công nghệ Cao thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tuyển chọn được 3 ý tưởng dự án để thực hiện ươm tạo tại khu công nghệ cao Đà Nẵng gồm dự án ứng dụng trợ lý ảo giao thông Caris, dự án tạo việc Angevi, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tạo xoắn, dự án vi sinh xứ tiên phân lập nuôi cấy nhóm vi sinh vật bản địa ứng dụng trong sản xuất và cải tạo đất trồng. Qua một năm ươm tạo tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, các dự án đã có sự trưởng thành, phát triển vượt bậc, được hội đồng chuyên gia đánh giá rất cao và đạt chuẩn tốt nghiệp. Tất cả các dự án ươm tạo, ý tưởng sáng tạo đợt này đều đã có được những cái nhà đầu tư thiên thần đồng ý bỏ vốn để mà đầu tư vào dự án. Chúng tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp thì các cái dự án này sẽ đi nhanh và đi xa hơn nữa, phát triển sản phẩm để phục vụ cái nhu cầu của thị trường. Dự án của chúng tôi là được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm và sắp tới là đang chuẩn bị lập kế hoạch, lập dự án đầu tư để xin được cấp đất ở khu nghệ cao để tiếp tục đầu tư dự án vào khu nghệ cao Đà Nẵng. Hiện cả 3 dự án đều đã có nhà đầu tư. Trước mắt, tại buổi trao chứng nhận tốt nghiệp hôm nay đã diễn ra lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Dược Bảo Linh và dự án tạo việc Angevi, hứa hẹn một khởi đầu mới cho dự án tạo việc Angevi. Mình nhìn nhận ở khía cạnh các nhà đầu tư là chúng tôi rất đánh giá cái tiềm năng phát triển của các dự án được ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao của khu đó, trong đó là dự án tạo việc. Dự án này có tính đột phá, sản phẩm nghiên cứu cao phù hợp với thị trường và có sự ý nghĩa rất với cộng đồng. Đồng thời nó là một sản phẩm nó thân thiện và môi trường xung quanh. Dịp này, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Công nghệ Cao đã trao thưởng cho ông Lý Đình Quân, một chuyên gia có bề dày kinh nghiệm và có nhiều đóng góp cho hoạt động ươm tạo tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Lãnh đạo Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng cũng đã giới thiệu các chính sách và các thủ tục đăng ký nguồn vốn vay từ quỹ.